sánh duyên chỉ hai miệt vườn. Cao trầu nhà trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộng ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ sai tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến hoài. Đầu năm sinh con gái, cuối năm thêm cu tèo. Đôi ta duyên mơ gió trời, bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà. Trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ sai tơ hồng, ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông. Muối mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài. Đầu năm sinh con gái, cuối năm thêm cu tè. Đôi ta duyên nợ gió trời, bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà yên vui. Ai yêu chỉ soi tơ hồng. Theo lịch trình gì họ nhà trai xin phép cho giám điện vì tôi đại diện tập họ nhà gái thì xin nhận lời. Trai đêm qua 10 mâm, trong đó có một mâm lại lễ và mâm lộc và 8 mâm quà, xin gia trình tập nhà gái được gọi. Kính thưa hai họ, được sự thống nhất họ nhà trai sẽ đem qua là 10 mâm và 2 mâm lễ, 8 món quà để trước ông bà để làm cái lễ với dâu. Quà đây là mình làm lễ luôn. Cho giờ mời đại diện hai thông gia bước. Chuyện vô đi ăn rồi. Chuyện ra chuyện tiếp đi, ăn cho chúng nó xúc ở đây một tí, nó bị nắng quá. Chuyện vô đi anh đẩy. Cái này chồng lên luôn, rồi chồng lên luôn. Dạ, chị nhớ lên. Rồi, tiếp tiếp đi. Anh chào tôi nè, để lại. Tiếp đi anh, tiếp đi còn ngoài. Mở cửa thì mở cửa ra. Dạ rồi. Thì tới giờ làm lễ
ông bà như sau: ông Bùi Văn Hiếu, vợ Tô Thị Cầm, ấp Tân Nghiệp, xã Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Kết nghĩa thông gia như sau: ông bà như sau: Quỳnh Dân Tiền, bà Xui, Trần Thị Tiết, ở ấp Tân Dân, xã Xuyên, thành phố tỉnh Cà Mau. Cô dâu Bùi Ngọc Quyền, Bùi Quyền Trân, sánh viên cùng chú rể Quỳnh Dân Nhiều, ở ấp Tân Dân, xã Xuyên, thành phố Cà Mau và tỉnh Cà Mau. Vì chúng ta tiến hành buổi lễ hôm nay, mời hai đại diện thông gia để nguyện hương bàn thờ từ đường. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Ăn nắng. Rồi hai thông gia xã bà xã gái ông bà vì chứng kiến cho cuộc hôn nhân cho hai cháu. Phật là nguyện sao? Rồi hai thông gia nhìn máy nha anh Tuyền ơi. Một hai. Dạ hai thông gia xin cảm nhận ra. Rồi anh sinh ra quay dựng lên gót bàn thờ cung. Rồi dạ, được xong hai thằng dạ. Hai sinh ra bắt tay nói ra để rồi hướng cho máy thằng dạ này rồi, đúng rồi. Rồi, như vẫn à, chỗ đó. Vậy hai cháu bước vô trong luôn. Là tí, rồi. Rồi, nhiều quay qua vợ nhìn cho bông em, nhìn cho bông. À đúng rồi, nhìn cái mấy này em, nhìn ra nhìn ra. Tươi lên cho bông này. Nè, tươi lên là nhiều quá nhiều. Nhiều nhiều nhiều. Nhiều quá nè. Sao thấy hổng gà hai cháu cười quá. Rồi có trao nhẫn cưới gì con trao cho vợ con. Có không? Dì Bảnh Trao cũng được. Vì hai cháu ước gì bằng thờ từ đường quá cố. Con người có tổ tiên, ngày hôm nay ông bà và cha mẹ để xây dựng cuộc hôn nhân cho hai con. Hai con sẽ nhớ câu chúc của hai con. Cổ quyền quá cố đã lâu, hôm nay hai trẻ cúi đầu kết duyên. Trăm năm hạnh phúc thề nguyện, cô dâu chú rể nên duyên vợ chồng. Hai trẻ thuận lòng giàu ý, hai gia đình nhất trí kết xuôi. Mời bà con đến chung vui, mừng cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc. Hai con hướng chị bàn thờ vô tiên. Nghiêm cúi đầu lễ thứ nhất, cúi đầu lễ thứ hai, cúi đầu lễ thứ ba, cúi đầu lễ thứ tư. Mời chú lễ phụ. Để gì à, trước có bà nội và bà ngoại, hai con bưng rượu để. Rồi nội ngoại ơi, nội ngoại pha uống nha nội ngoại. Nhập nhìn, nhìn lên máy con này nhiều ơi, nhìn máy anh này nhiều. Rồi nội ngoại ơi, hướng về máy con nha. Một hai. Nội ơi, ngoại ơi. Rồi bà nội uống hết đi đi, bà ngoại uống được, bà ngoại nhấn môi cũng được. Rồi rồi mà chú kể phụ đưa luôn đi chỗ cho cô dâu chú sợ. Rồi ông cậu ơi, ông cậu ông chú nhìn máy coi nha. Rồi một hai. Kính mời quý bác bên nội, quý cô, quý dượng, kính mời quý dượng bước cho trong để uống chén rượu để chúc mừng cho hai cháu. Rồi vô bước ba cho em cùng ly lên con cái vô bước ba. Rồi hao rồi rồi. Hai ông này phải ly bự chứ ly này nhỏ quá đi rồi khó khơ. Ly lại được bắt 7 bắt 6 ông la nữa. Rồi hai con bước ra trước cậu. Quý ông chú và phân tập hai bên chị hai cháu hướng về nghiêm
cúi đầu lễ thứ nhất. Đúng rồi. Cúi đầu lễ thứ hai. Rồi mời chú nghĩa phụ vương qua. Rồi cháu gãy hai hai. Rồi cháu gãy ơi. Rồi mà chú nghĩa phụ góp phụ biết bản cháu luôn rồi. Rồi mời quý cậu, cậu hai, cậu ba, cậu tư. Xích vô tí nó nhiều, xích vô tí nè, vì nắng. Rồi, rồi hai chị nhìn máy cho em nha, vô ghế ơi. Rồi, hai cháu hướng gì à, đây có. Nhìn lại không? Nhìn lại cái chị. Rồi, một, hai, mẹ đá cái phụ, một, hai. Kính mời quý chú quý cô quý vợ học qua lớp rồi chơi thôi nha nhỏ dạ. Trong nhiều ngày quá cô phải cho đầy mới được chứ bởi ta nói cái giọng cô nặng lắm rồi mời cô tự rồi vô ghế rồi mời cụ đi em. Và cháu uống rồi nên nói nha một hai dễ rồi xấu xó nha rồi uống luôn thoát hơi thì ly nó thoát hơi mà chú uống cái sao cái ly béo quá vậy một hai âm thanh dưỡng dục thì hai con để tạ ơn cha mẹ bưng hai chung rượu này thưa cử hiếu có thần đạo con mời rượu nha. Con hiền dễ thảo thì trước chú rể đưa cho cha, cô dâu đưa cho mẹ. Mời rượu đi em. Hai tay, hai tay. Rồi, cô dâu gãy lui đi sao giùm anh, lui phía sau. Anh chị Phan uống nha, xích qua tay tí nhiều. Rồi. Chúc cho cô dâu chú rể cha năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, tình nghĩa chung thủy. Thì hai con bước ra trước mặt cha mẹ chào lễ thứ nhất cúi đầu lễ thứ hai cúi đầu coi chị có cổ hồn ngon nào để kỷ niệm cho con không hai cháu có cho đồ cho con không chị cho cái việc nói lên sợi dây hay gì đó cái gì đó rồi cái máy của em đây nha một hai anh Hiếu cho tay lòn với vợ cho đẹp đẹp tí ơi cặp cổ luôn coi tay kia kìa à, lòn cái sao cặp cổ luôn trời ơi cho con nó bắt chứ còn mắt rồi đứng chữa gặp có cháu cháu ngoại quá cỡ nhiều nhiều ngã với vợ tí nhiều rồi vừa vừa một hai rồi em ơi thì hai cô uống rượu cô dâu đưa cho ông vợ chồng và chú ghẻ đưa cho ông và vợ lùi phía sau đi em lùi phía sau đi cô dâu vậy thằng anh thằng uống nha lùi phía sau nha xích vô trong tí nhiều rồi rồi hai chuyên gia cũng cười lên coi nhìn nhìn lên nè ở nhìn lên cô dâu vậy rồi hai con bước về phía trước cúi đầu lễ thứ nhất cúi đầu lễ thứ hai rồi mời đại diện hai bà xu nước vô trong luôn cháu Hiếu vô trọng cho mượn cái gì á chuẩn bị dở mâm chầu lấy chầu đôi, cao đôi, để cúng cho mình sao em rồi uống đi chị uống đi nhìn lên nhiều rồi nhìn lên uống hết luôn rồi rồi hai con hai mẹ để ta im cúi đầu lễ thứ nhất cúi đầu lễ thứ hai vậy xong thì mời hai nhìn lên nhiều ơi. Rồi chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lời gì để mình chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời đêm vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng. Mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường
dần khô rêu nêu, anh ước mong sao chúng ta luôn gia đình của chúng tôi, chúng gia đình của chúng tôi có sơ sức gì cô bác nhiệm tình bỏ qua. Chúng tôi thay mặt của gia đình và chú rể chân thành cảm ơn trước chính quyền và cô bác và khách quý có mặt hôm nay, thì chúng ta cho chàng vỗ tay chúc mừng cho đôi ta luôn. Hôm nay thì bên họ nhà gái đại diện bên tộc họ nhà trai để xin làm lễ bái đường chức của gia đình của cháu Hiếu. Mời cô bác ông bà để dự các buổi lễ cho hai cháu, vì đại diện gia đình chân thành cảm ơn cô bác có mặt ngày hôm nay. Chị chúng ta cho cặp tân hôn cho chàng vỗ tay để chúc mừng cho đôi tân hôn. Vỗ tay. Chị giao lại cho đại diện cháu làm lễ bái từ đường làm lễ cho hai cháu quay lại nhưng mà không làm thợ. Nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Hiện tại thì không có nghiêm lại nhất lễ nhị lễ bữa cơm ăn mặc với tập nhà trai để là mình dùng bữa cơm ăn mặc cho các tình nghĩa. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Yeah.
với bà nội với bà tiến lớn thì hai con qua đây. Đứng đưa được. Rồi nội ơi, nội rồi bác ơi, bác nha, dâu rể dịnh lên dây nè. Bà hai bà ơi, hai bà nhìn lên máy con, hai bà. Hai nhìn máy con, nội ơi. Rồi dâu rể. Một, hai, dạ. Dạ xong. Rồi mai bà nội cho bác về chỗ tới mời tiếp đi làm nha. Ở qua đây ở đi. Không năm thì ra xin phép số tài khoản đi, chuyển thẳng vô tài khoản luôn, khỏi gì đâu. Chả giờ bà không nói. Rồi, cô dâu rể mời bác đi chú. Rồi hai anh nhận rượu nha. Rồi dâu rể lui phía sau dịnh dài phan. Cho. Dạ. Rồi dâu gãy rồi nhìn lên máy với anh này em. Rồi nhìn lên dây hai bác thì anh đây. Rồi anh gửi đây, nhìn lên máy. Rồi một, hai. Dạ rồi. Điện lần 22 à. 22 à. Rồi hai anh ơi cụm ly lên nhìn máy em này lớp nhiều quá nhiều. Rồi anh Sáu ơi. Rồi uống qua lần tôi kia luôn. Rồi thì tới anh Sáu ơi, ok. Thì uống rượu rồi đi ra, hát vô chứ không có vậy đi ra. Cho em con lòng ổng đi chơi đi đó. Tặng quà cho em con cháu nó chơi đi. Bị hóa không tắt. Rồi hai người đứng lên hai bên giùm em. Hai người đứng hai bên đi, đem ngồi chết đi. Anh đứng lên xích vô đây. Rồi xích vô nhiều. Rồi anh chị nhìn máy em nha. Anh sao? Anh ơi cậu mở gì ơi. Rồi nhìn nè. Rồi ngồi xuống đi anh. Mời rượu đi cô dâu. Rồi anh chị Phan uống nha. Phan. Rồi vô ghế rồi, nhiều rồi. Phan thẳng người lên tí anh. Dâu gãy dịnh dây lại dịnh đây, anh nhìn lên em cái nè. Rồi dâu gãy dịnh dây nhìn máy nè. 1, 2. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình kéo qua luôn hay là Thôi. Mình đây. Ơi ngồi xích trong đi ơi. Cô 2 mà cô 2, cô 4 rồi đó. Từ từ. Cái chuyện này góp đi cho cô bự nó được à. Ủa chị ơi, em ba chị chị. Rồi dâu gãy dịnh lên dây. 10 ơi, 10. Nhìn máy nè mọi ơi. Rồi thẳng người đi Tư ơi. Tư ơi, ngoài thẳng người nè. Rồi dâu gãy ơi nè. 1, 2, Tư ơi. 10 ơi, 10. Ai đây mình lỡ đi. Rồi, nhìn máy cho anh nè. Rồi, cô dâu ơi, rồi nhìn máy nha. Rồi, tiếp tục còn con nữa. Cô dâu. Rồi, hai chị. Còn có 10 đâu, chứ thấy 10 nè. Úc rồi, nhìn máy nè nha. Cô dâu. Nhiều. Rồi, nè, nhiều. Cô mội là cái giùm. Anh Năm. Thì nó thì anh ấy tiếng Anh đang mới. Anh đưa lên. Lên nha. Rồi nhìn máy nha. Để mình nhắc nhắc thôi chút không phải có một mình. À đặt cho anh nào dở quá qua cái đi. Thôi giờ cứ như làm đỡ. Ba đỡ tôi đi. Đúng rồi, năm vô đây là cái thì cháu à. Giờ không? Thì bữa nay hai cháu có đôi có bạn thì không biết gì làm mà không thì hai cháu á thì mình đừng đưa cho cha mình đi mẹ đi đâu thì mẹ không đưa cho mẹ thì
Rồi, anh chị pha uống nha, dâu gãy dịnh nha cha mẹ. Anh chị cũng lên lên nhìn máy nha, anh chị ơi. Thì hôm qua bây giờ hai cháu đứng đầu gặp mà trời lễ cho mẹ mình chồng chung đi, bây giờ mình chung đi cho cháu làm lễ chung đi. Vậy đó. Vậy đứng nghiêng rồi nhấc bái cái đầu xuống nhị bái rồi vậy là xong. Anh em mình lên nhiều ơi. Thôi giờ cái hồi đó giờ sao giờ cũng vậy đi, khỏi khổ sửa sửa cái vậy sửa cái như không có nó lỡ lỡ ai cũng vậy thôi. Tuổi chị rồi hai đứa cha cũng lên lại phan luôn nha, rồi nhiều người máy rồi nhiều người hai gia uống đi anh, uống đi anh. Đây ngó là quản lý chứ ngoại để cụ thể làm sao gió xuân mơn man cành đào đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về ngoài nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bướm bôn ba gửi lòng lứa cách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nô vang dần đi đúng. Mình mừng xuân mừng dưa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười. Chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ. Bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới sao. Xuân vui xuân vui xuân vui xuân vui 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 xuân vui xuân vui vui xuân cùng nhau vui xuân. Mà xem trên đường làng đang rước dâu, hai cọng rồng theo che dù hồng xinh quá xinh. Đông đưa tay gió ru hoa cầu với trầu ngẩn ngơ, vô cùng chú rể đi đầu, cả thôn đều ngợi khen. Ô trong dường như mắt cô dâu lệ rưng, chẳng quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Nhiều cô gái thầm ước mơ như được nàng dâu. Cây đa một bài sơn ca díu dón chào ngày vui. Kìa sân nhà trai đang nụ giòn giấy pháo treo. Mừng xuân hợp hôn ban nụ tình cho lứa đôi. Kéo sân tha thiết câu trăm năm ấn tình dễ lâu. Vô cùng chú rể ra quỳ kính hai họ mẹ cha. Vừa lên nhiều câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai. Ô kìa cây mai bên đào rung rinh nở hoa mừng tình ai. Kìa ra mà xem bên nhà người đông quá đông. Ngày vui trầu cau ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đứa cá sang phai heo gà đầy mâm. Câu mời đãi tiên linh đình chúng dâu rể tròn duyên. Thường quá là nhau ngày mưa tung tăng. Tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thôi đưa. Còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mất biết lòng lành. Mẹ cha thường hay đau em từ nay chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi cho quê ta nức tiếng cười. Người đi đầu xóm cuối xóm rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi ta bên nhau đến suốt đời mà
mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta xin thêm may nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp, cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già, biển xanh dù có hoa đã thì tình ta chẳng vội phai. Tình ta chẳng vội phai.